A little bit grumpy. Well, you order your thing, you try to make it or something. Không biết dịch Bắc Kinh như thế nào rồi đó. Thôi đã xếp. Bởi đừng có hy vọng. Em có được cái sau em kìa em. Excuse me. Thôi chị giờ đang ăn mà cóc để thế nào đấy. Bây giờ nghỉ 3 ngày luôn, giữ vậy đó. Thì hồi đó mày làm 6 ngày một tuần luôn mà. Giờ bớt rồi hả? Lên đó ngồi đây. Chữ tao tự tao quay xong bữa anh Tư này làm bớt anh. Anh nhớ rồi đó, cứ kêu nó là nó đi làm không á. Lúc mà nó khác. Bởi có dịp làm được nên làm ha. Mà dù bắn đông thợ lên mọi chơi không. Nhưng mà bên nào mà giống như tụi nó nghĩ á, kêu em